và dâu đen, vua ải tặc và tứ hoàng khác biệt như thế nào? Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với hồ sơ One Piece. Nếu phải chọn ra một ai đó để làm kẻ thù lớn nhất của Luffy, thì người mà mình lựa chọn luôn luôn là dâu đen. Mặc dù Akainu đã giết Ace, cũng suýt lấy mạng luôn cả Luffy, nhưng mọi thứ đều bắt nguồn từ dâu đen. Mục tiêu hắn nhắm đến vốn là cái đầu của Luffy, do cậu có trao thưởng đạt ngưỡng 100 triệu Belly. Teach muốn dùng Luffy để gia nhập Thất Vũ Hải. Có điều Ace đã biết được ý định đó và ra tay ngăn chặn. Tuy nhiên ngay cả anh cũng bị dâu đen đánh bại, rồi trận chiến thượng đỉnh diễn ra để cho kẻ hạ Ace được làm ngơm đắc lợi. Hậu quả của nó là Ace bỏ mạng, dâu trắng cũng tử trận và trái Kura Kura bị Teach chiếm đoạt cho riêng mình. Nhờ đó hắn dễ dàng đánh bại tàn dư do Marco cầm đầu, giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh địa cũ của dâu trắng, tiến thẳng lên cái ghế tứ hoàng và là kẻ Luffy buộc phải vượt qua. Vì vậy, kể cả có căm hận Akainu thì hắn cũng chưa phải kẻ mà Luffy phải quan tâm nhiều nhất, mà cái tên đó phải là dâu đen. Nếu muốn trở thành vua ải tặc thì Luffy bắt buộc phải đánh bại được Teach, bởi hắn cũng nhằm nhè kho báu One Piece. Trận chiến giữa họ sẽ không tròng vánh và đơn giản như lúc còn ở Impendown nữa, mà đó sẽ là màn phân định thắng thua của tứ hoàng và vua ải tặc, là đối thủ chính xác hơn phải là tử địch của nhau. Luffy và dâu đen có những điểm nào giống và khác nhau, cũng như một số thứ làm nên sự khác biệt cho một vị vua. Cụ thể ở đây là vua ải tặc, điều mà hầu hết các tứ hoàng đều không có được. Hôm nay hồ sơ One Piece sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chủ đề khá thú vị này. 1. Luffy và dâu đen giống nhau ở điểm nào? Trước tiên chúng ta sẽ cùng liệt kê ra một vài nét tương đồng giữa những kẻ tưởng chừng như trái ngược hoàn toàn với nhau này. Đúng là ngay từ đầu, Oda đã xây dựng nhân vật dâu đen trở thành đối trọng lớn nhất của Luffy. Nhưng không vì thế mà cái gì xấu, Oda cũng đem gán hết cho Teach. Thậm chí dâu đen còn xoán ngôi của Buggy, trở thành nhân vật phản diện yêu thích nhất của Oda. Bác còn trả lời rằng, nếu được chọn gia nhập một bang hải tặc nào trong One Piece, Oda sẽ chọn bang dâu đen, bởi lẽ chúng giống những hải tặc thực thụ nhất. Vì vậy, tính cách tàn bạo, phản bội hay là gì đó đều là bản chất của hải tặc, theo như lời của Kaido, Queen rồi Big Mom mới đây. Nhưng nữ hoàng đạo lý Olin còn nói rằng, dù hải tặc có tàn ác thì cũng cần phải có cái đạo của mình. Vậy đạo của dâu đen là gì? Thông qua những điểm giống nhau với Luffy, chắc hẳn các bạn cũng sẽ thấy thú vị cũng như mâu thuẫn trong tính cách của nhân vật này. Nhưng điều đó theo mình cũng rất dễ hiểu, bởi Teach là nhân vật được Oda vô cùng tâm đắc, nên hiển nhiên hắn sẽ được buff cật lực, sao cho trận chiến cuối cùng tranh đoạt One Piece với Luffy sẽ hấp dẫn nhất có thể. Vậy một tên phản phúc, độc ác như dâu đen có cái gì sánh được với Luffy? Đầu tiên cũng là dễ nhận thấy nhất, cả hai cũng là những thuyền trưởng thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Và thú vị hơn, cả dâu đen lẫn Luffy đều được người khác gọi bằng biệt danh thay vì tên thật của họ. Ví dụ như Shanks gọi dâu đen, chứ không gọi hắn là Teach. Cái tên này chỉ có Ace và dâu trắng gọi. Luffy cũng vậy, từ Crocodile, Smoker, Rob Lucy cho đến Gecko Moria, Kuma, rồi các đồ đốc, tất cả đều gọi cậu bằng cái tên mũ rơm. Ngoại trừ đồng đội, ông nội và Kobe, chỉ còn mỗi Ace gọi em trai mình bằng tên thật. Chibi là ngoại lệ duy nhất trước Time Skip gọi Lù bằng tên. Đấy là Oda nhá hàng trước, bởi sau đó thì ông đã gia nhập bằng mũ rơm. Quả thực là rất thú vị phải không các bạn? Oda xây dựng hai nhân vật tâm huyết nhất cho cả bộ truyện, con đẻ và phản diện chính, đối thủ lớn nhất dành cho đứa con mình tạo ra, cho nên dâu đen cũng có vài nét giống Lù. Tiếp theo họ cũng là những thành viên thuộc thế hệ tồi tệ nhất mang khởi tự D trong tên. Tuy nhiên trước khi chết, dâu trắng có bảo rằng, ngươi không phải là một trong số họ, ngươi không phải người mà Roger chờ đợi. Đây là sự khác biệt, nhưng việc đều có chữ D trong tên khiến độc giả càng tò mò hơn về thân thế của dâu đen. Cho dù hắn không có ý chí của D, thì cha mẹ cũng như quá khứ đầy bí ẩn của hắn cũng là điều chúng ta muốn Oda giải đáp. Nhưng chuyện đó có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, vì Ace Wano mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Chờ đến ngày đánh với dâu đen thì chắc đầu của một cơ số fan đã hai thứ tóc. Thứ ba là ước mơ ở đây không phải là ước mơ tìm thấy kho báu One Piece. Mặc dù đó cũng là điểm chung, tuy nhiên mình chỉ xem đây là mục đích chung, vì One Piece là thứ cả thế giới thèm muốn chứ không riêng gì ai. Cái ước mơ mình muốn nhắc đến là những lời dâu đen đã nói với Luffy. Hắn có phong cách sống khá giống với Lù. Khi ở đảo thị trấn Mob Town, chứng kiến Luffy và Zoro bị Bellamy đánh cho tơi tả, Nami thì vô cùng khó chịu. Teach đã phán rằng, này cô bé, sao có vẻ bực bội thế? Trận đánh vừa rồi hai cậu này đã thắng mà. Nami lúc ấy còn chưa hiểu chuyện gì, không rõ lý do tại sao người cục xúc như Lù và Zoro lại đứng yên cho kẻ khác đánh. Hóa ra cô không hiểu thuyền trưởng của mình bằng một kẻ mới gặp lần đầu. Dâu đen hiểu dụng ý của Luffy, có thể bởi hắn từng trải, nhưng trên hết còn bởi phong cách sống khá giống nhau. Bằng chứng là Teach nói thêm, thời đại chúng nói chỉ là thứ vớ vẩn. Thời đại hải tặc có ước mơ chấm dứt rồi à? Điều đó là thật à? Ước mơ của con người không bao giờ chấm dứt. Dâu đen sống cũng có ước mơ giống như Luffy, chỉ có điều cách theo đuổi ước mơ của họ khác nhau. Nhưng khi gặp lại tại Impendown, Teach vẫn không quên hỏi rằng đảo trên trời có tồn tại, đúng chứ à? One Piece cũng vậy, nó kiểu gì cũng ở ngoài kia. Và chắc hẳn các bạn còn nhớ Luffy từng nổi khùng khi Usopp hỏi Rayleigh về One Piece, bởi với cậu, dù nó có tồn tại thật hay không thì cậu cũng chẳng quan tâm. Luffy chỉ biết rằng cả thế giới đổ xô ra biển, liều cả tính mạng là vì nó. Cậu muốn một cuộc phiêu lưu thú vị mà không quan tâm tới kho báu. Dâu đen cũng khá giống như vậy.
hắn chẳng biết One Piece có thật hay là không, nhưng vẫn luôn giữ vững niềm tin nó có tồn tại và hắn không từ thủ đoạn nào để đoạt lấy nó. Và cuối cùng là thứ mà có lẽ nhiều bạn sẽ thấy bịp nhất, nhưng thực sự là Oda xây dựng dâu đen theo cách đó. Kể cả là kẻ độc ác thì hắn vẫn sử dụng khả năng thu hút đồng minh cho mình, giống như Luffy vậy. Cách Luffy và Teach chọn đồng đội cũng có nguyên tắc. Nếu Lu chỉ cần thấy họ thú vị là đủ, không quan tâm tới sức mạnh của họ thế nào, thì dâu đen lại nhắm đến những kẻ có tính cách giống như hắn, đó là tin vào vận may. Teach chờ đợi vận may cả nửa đời người mới lấy được trái Yami Yami, còn Burgess, Van Auker, Lafitte hay Dropkick luôn miệng nói về sự may mắn hay số phận sắp đặt, từ Mob Town đến lúc Luffy thoát khỏi tay chúng và bay lên đảo trên trời, hay như lúc cả bọn bị Magellan bón hành rồi được Shiryu cứu. Chúng không xem đó là công lao của Shiryu mà bảo là số mệnh. Đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu. Bọn tù nhân tầng 6 gia nhập sau thì dâu đen lấy sức mạnh để quyết định. Còn những tên trước đó, hắn tuyển chọn phần lớn dựa trên tính cách, khá giống với Luffy. Ngoài ra đám thuộc hạ đó của dâu đen cũng hết mực trung thành. Một hải tặc không có truy nã, chẳng tiếng tăm gì lại quy tụ được đám đó về. Hẳn là dâu đen phải có điểm gì thu hút chúng. Luffy cũng sở hữu năng lực kết đồng minh, khiến mọi người bị hút về phía cậu, tình nguyện giúp đỡ cậu. Mihawk nhận xét đó là năng lực đáng sợ nhất trên đại dương. Thật không may khi Teach cũng sở hữu năng lực đó. Anh cần phải được tiếp đón thật nồng nhiệt. Ta đảm bảo anh sẽ đóng góp rất nhiều cho băng đấy. Ta cũng chẳng có tương lai ở đây. Ta đã luôn chờ đợi cơ hội để gặp một người như ông. Đó là cuộc nói chuyện giữa Teach và Shirumura. Hắn từng là ngục trưởng của Evendao mà lại bảo mình luôn đợi một người như dâu đen. Thì hẳn là Teach phải có sức thu hút đối với các thuộc hạ, nên mới có chuyện vừa gặp mặt mà Shiryu lại lấy thuốc giải cứu mạng cả băng dâu đen. Cái này mình sẽ tạm gọi là Haki nhân vật chính và Haki phản diện chính. Qua phần 1 của video, hẳn là các bạn đã thấy Oda xây dựng nhân vật này rất công phu. Có thể coi đó là tâm huyết để One Piece sẽ có một phần kết cục cực kỳ hoành tráng. Bởi giữa hai kẻ thù, ngoài điểm chung ra thì ý thức hệ của họ vốn dĩ đã khác nhau. Cụ thể thế nào, xin mời các bạn xem tiếp phần 2. 2. Khác biệt giữa vua hải tặc và tứ hoàng. Mình nghĩ tất cả chúng ta đều đã nhận thấy một số điểm khác biệt giữa Luffy và dâu đen. Ví dụ như khi Teach lần đầu tiên được giới thiệu, Oda đã thể hiện sự đối lập giữa hai nhân vật ngay từ khẩu vị ăn uống. Bánh anh đào này ngon tuyệt, bánh anh đào này dở tệ. Lu và Teach không ai chịu ai, thi gan tới độ suýt đánh nhau. Nếu mà đánh thật thì chúng ta đã chẳng còn One Piece để mà xem. Tuy nhiên đây chỉ là khác biệt vui, còn lại điều mình muốn nói đến sẽ sâu sắc hơn. Đầu tiên là ở khả năng tư duy chiến lược. Teach đã chứng minh được bản thân là một chiến lược gia xuất sắc khi biến hải quân lẫn chính quyền thế giới thành trò hề. Đầu tiên là truy bắt các hải tặc trên 100 triệu, nộp cho hải quân để gia nhập Thất Vũ Hải. Thế nhưng cũng phải nói may mà Luffy hạ Crocodile thì hắn mới có cơ hội đó. Hết cướp được trái Yami lại được thằng Main nó giúp đỡ. Đúng là thời tới cản không kịp. Hắn lên một kế hoạch tỉ mỉ đến hoàn hảo, từ chỗ lợi dụng dâu trắng, rồi mang Ace tới nộp cho chính quyền. Tất cả đều về một mục đích cho hai bên đánh nhau, vì hắn biết nhất định dâu trắng sẽ đến cứu Ace, còn bản thân Teach chậm chệ trên ghế Thất Vũ Hải, tự do ra vào Impel Down chỉ để cứu bọn tù nhân, rồi tới Marineford ăn hôi. Rõ ràng hắn có đầu óc thâm sâu, còn Luffy lại chọn đối đầu nhiều hơn là dùng não, và cậu luôn đối mặt với các vấn đề của mình mà không có bất kỳ kế hoạch nào. Chuyện này thì có lẽ là ai cũng biết, nên mình không có quá nhiều điều để nói. Thứ hai là vấn đề về đồng minh. Luffy sẵn sàng bỏ qua và bắt tay với kẻ thù cũ như cá sấu, và cậu cũng không bao giờ phản bội lại đồng minh của mình. Nhưng Teach thì lại khác. Nếu Luffy tuyên chiến với chính phủ thế giới thì hắn lại chủ động lợi dụng và biến chính quyền thành công cụ cho mưu đồ của mình. Teach cũng gây thù chuốc oán với cả băng hải tặc dâu trắng với hành vi giết đồng đội để cướp trái ác quỷ, rồi lại giao Ace cho chính phủ thế giới. Chính vì vậy dâu đen trở thành cái tên bị căm ghét, từ nỗi Zawari Bonney còn đi tìm hắn tính sổ. Còn Luffy thậm chí lại được vài người trong hải quân như Fujitora, Smoker và Kobe tôn trọng. Họ thực sự thích cậu ấy. Luffy cũng nhanh chóng trở thành đồng minh với dâu trắng, thậm chí đến mức bố già còn ra lệnh cho người của mình bảo vệ Luffy bằng mạng sống của họ. Hay là như việc khiến người hận đàn ông như Hancock yêu mình. Những điểm khác nhau trong tính cách, thủ đoạn, sự tàn ác có thể xem là khác biệt cơ bản và nổi bật nhất giữa Luffy và dâu đen. Thứ ba đó là năng lực trả ác quỷ, cũng là kiểu búp của Oda dành riêng cho mỗi người. Teach cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh trả ác quỷ, hắn còn cuồng trái Yami Yami đến mức không hành động gì cho đến khi tìm được nó. Teach dành phần lớn thời gian 2 năm trên tàu Moby Dick rồi giết đồng đội, sau đó lại giết bố già, chỉ bởi những năng lực bá đạo. Hắn cũng tập trung săn lùng nhiều hơn những trả ác quỷ khác để bổ sung thêm sức mạnh cho các chỉ huy hạm đội dâu đen. Dù bản thân Teach vốn không phải dạng vừa, khi chưa ăn trái ác quỷ đã có thể xăm sẹo cho Shanks. Ngay cả Ace trẻ trâu cũng từng tôn trọng và muốn hắn nhận chức đội trưởng đội hay. Rõ ràng bình thường dâu đen đã mạnh, nhưng hắn giờ còn mạnh gấp bội nhờ năng lực trái Kurakura no Mi mạnh nhất hệ Paramecia và Yami Yami no Mi bá đạo nhất trong tất cả các loại trái cây ác quỷ. Mặt khác, Luffy vẫn mạnh mẽ ngay cả khi không có trái ác quỷ. Cậu sử dụng nó bằng cách kết hợp sức mạnh của bản thân là chính và chú trọng rèn luyện Haki, chứ không chỉ dựa vào trái ác quỷ. Thậm chí là trái ác quỷ của Luffy còn được xem là một trong những trái phèn nhất. Nhưng Luffy đã dành thời gian 2 năm để học Haki,
ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách hướng nội rèn luyện sức mạnh của bản thân, trong khi TH trở nên mạnh mẽ hơn khi hướng ra các nguồn bên ngoài. Đây là điểm khác biệt tiếp theo nữa của họ. Có thể Oda muốn trận chiến cuối cùng là màn phân định thắng thua của Haki và Trả Ác Quỷ nên mới để Shiryu ăn trái tàng hình chăng? Tất cả khác biệt có lẽ đều bắt nguồn từ suy nghĩ, cách tư duy của mỗi con người, mà cụ thể ở đây là ý chí của D, thứ Luffy có, còn Teach thì không. Điểm qua hàng loạt nét giống và khác nhau, nhưng cái cốt lõi lại nằm ở ý chí. Dâu đen rất kiên nhẫn, nhưng hắn dựa dẫm quá nhiều vào vận may cũng như Trả Ác Quỷ, trong khi Luffy lại chỉ tin tưởng vào bản thân, chưa bao giờ cậu từ bỏ và luôn cho rằng mình có đủ sức thay đổi tất cả. Đó không phải may mắn hay số phận sắp đặt, kể cả là lúc đối diện với cái chết, Luffy vẫn mỉm cười tạm biệt đồng đội khi ở trên đài sư tử, hệt như vua hải tặc Conan Roger. Trong chapter 1011 mới đây nhất, Kaido cũng phải nhận xét rằng, có vẻ mày đang tận hưởng nhỉ, mũ rơm. Càng rơi vào hiểm cảnh thì mày càng thích thú hơn. Còn Teach thì sao? Khi bố già bị đánh gục, ông chuẩn bị kết liễu thì hắn lập tức xin tha mạng, khóc lóc, nhắc đến tình cha con, dù bản thân đã từ bỏ nó. Sự hèn nhát này của rau đen không phù hợp với một vị vua. Nhưng người đứng đầu thời đại luôn mỉm cười khi đối diện với cái chết. Luffy là một trong số đó. Đây là lý do Roger trở thành vua hải tặc, dâu trắng lại là người đứng đầu kỷ nguyên hải tặc sau đó. Ông tôn trọng Roger nên không muốn tới Laugh Tale. Hơn nữa dâu trắng đã có được kho báu lớn nhất cuộc đời, đó là gia đình. Còn Kaido thì phải nhờ mưu hèn kế bẩn để hạ được Oden. Mình không nhắc đến vụ mụ già Higurashi mà là lúc ông ta lừa Oden rằng sau 5 năm sẽ rời đi. Kaido sợ không dám đối đầu với cả Wano, với các samurai và đặc biệt là Oden. Nhưng Luffy lại dám chống lại cả hai tướng hoàng. Giờ đây cậu đang mỉm cười vui sướng, dù biết bản thân có thể sẽ chết khi trước mặt là hải tặc mạnh nhất thế giới. Nhưng chính bởi ý chí đó mà Luffy sẽ vượt qua những Kaido, Big Mom để trở thành vua hải tặc. Dù sức mạnh vật lý có thể tương đương, nhưng ý chí bá vương của tứ hoàng luôn luôn yếu hơn vua hải tặc. Bởi ngay kể cả quái vật thì vẫn có sự hèn nhát bên trong. Đây có lẽ là khác biệt lớn nhất giữa tứ hoàng và vua hải tặc. Và vừa rồi là toàn bộ phần bình luận của mình về chủ đề tứ hoàng và vua hải tặc cũng như Luffy và Zoro. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho hồ sơ One Piece.